Xin chào tất cả các bạn. Gặp lại các em trong phần phát trực tiếp trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung mà các bạn đang rất là quan tâm, đúng không nào? Đó chính là phần kiến thức về các văn bản, các đoạn trích trong tác phẩm Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du. Các em đã học đến văn bản nào ở trên lớp chưa? Ở trên lớp của chúng mình đã học đến văn bản nào, đã học đến đoạn trích nào của tác phẩm Truyện Kiều chưa nhỉ? Chị đoán là chúng mình sắp học thôi, chứ có lẽ là tốc độ học của chúng ta cũng chưa đến các văn bản trong Truyện Kiều đâu, đúng không? Có lẽ là bạn nào học nhanh thì bây giờ là đến Hoàng Lê Nhất Thống Chí rồi. Chị đoán là như vậy, không biết là có phải không nhỉ? Xin chào các bạn. Rồi. Ồ, em còn chưa đi học á. Chúng mình vẫn học online đúng không? Vẫn có một số địa phương là chúng ta phải học online để đảm bảo là tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Ok. À, mai mới bắt đầu học về Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du đúng không? Thế thì như thế này nhá. Trong buổi trưa ngày hôm nay, chị sẽ cùng với các bạn chúng ta dành ra một chút ít thời gian để chúng mình tìm hiểu về một phần kiến thức sẽ giúp cho bài văn của chúng ta sâu sắc hơn, mở rộng hơn. Đó chính là phần kiến thức về việc liên hệ mở rộng. Liên hệ mở rộng nghĩa là sao? Liên hệ mở rộng nghĩa là chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc phân tích những câu thơ hay là ở việc phân tích những hình ảnh ở trong văn bản chính mà chúng ta cần phải làm rõ. Mà bên cạnh đó, chúng ta sẽ liên hệ với những đoạn thơ khác, liên hệ với những nhận định để chúng ta làm rõ hơn, để chúng ta càng chứng minh một cách xác đáng hơn cái nội dung mà chúng ta đang phân tích. Thế thì với đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích là một đoạn trích thể hiện rất là rõ cái bút pháp tả cảnh ngộ tình của tác giả Nguyễn Du. Ở đó thì bạn đọc rất là xúc động và cảm thông trước tình cảnh của Thúy Kiều khi mà bị giam lỏng ở Lầu Ngưng Bích. Vậy thì với đoạn trích này chúng ta sẽ có những nội dung liên hệ mở rộng như thế nào đây? Chị mong là phần kiến thức này sẽ bổ ích đối với các bạn. Các em có thể ghi lại để chúng ta sử dụng sau này khi mà chúng mình làm những đề liên quan đến đoạn trích này nhé. Khi mà được hỏi về đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích thì có khá nhiều các bạn nhỏ là chưa nắm được những đoạn thơ hay để chúng ta có thể liên hệ mở rộng. Thế nên là chị hôm nay chị sẽ cung cấp đến với chúng mình nhé. Đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích thì trước tiên các em nhớ này, trước khi nghĩ đến việc liên hệ mở rộng ý, thì các bạn cần phải nắm rõ và nắm chắc nội dung của văn bản chính đã. Đừng bạn nào chỉ mãi chạy theo phần liên hệ mở rộng, để rồi phần phân tích của chúng ta rất là hời hợt, để rồi phần phân tích của chúng ta rất là nông. Nếu như vậy, chúng ta sẽ càng làm cho bài viết của mình trở nên nó loãng hơn. Người đọc không thể tập trung vào đúng cái phần mà người ta muốn nghe, đúng cái phần mà người ta muốn đọc. Đó, thế nên rằng nhá, phần liên hệ mở rộng là một phần rất hay. Thế nhưng, nếu như so với việc kiến thức nền chắc, thì kiến thức nền vẫn quan trọng hơn nhá. Các bạn lưu ý cho chị điều này. Rồi, thế thì khi mà chúng mình nắm chắc được kiến thức nền rồi, thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau ghi nhớ một số những dẫn chứng để chúng ta sử dụng khi liên hệ mở rộng nhá. Trước tiên, với đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích, chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần. Đúng không nào? Với đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích thì chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là 6 câu thơ đầu, đó chính là khung cảnh, đó chính là cái bối cảnh ở Lầu Ngưng Bích và tâm trạng của Thúy Kiều khi ở Lầu Ngưng Bích, các em nhé. Được không? Trước Lầu Ngưng Bích khóa xuân, vẻ non xa, tấm trăng gần ở chung, bốn bề bát ngát xa trông, cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia, vẽ bàng mây sớm đèn khuya, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Trong 6 câu thơ này, chúng ta thấy được tình cảnh của Kiều là tình cảnh bị giam lỏng ở Lầu Ngưng Bích, trước Lầu Ngưng Bích khóa xuân. Và thời gian ở đây là thời gian lúc hoàng hôn, lúc chiều tàn, khi mà con người ta dễ được khơi gọi cái cảm xúc buồn, dễ bị khơi gọi cái cảm giác buồn nhớ, cái cảm giác cô đơn, nhất là khi con người đang trong cảnh ngộ tha hương và lưu lạc, đúng như trong cảnh ngộ của Kiều. Các em cứ thử tưởng tượng mà xem, đúng không nào? Khi mà con người ta đang cô đơn, lại trong tình cảnh tha hương lưu lạc, lại còn ở trong cái khung cảnh của buổi hoàng hôn chiều tà nữa, thì mọi nỗi buồn, mọi cảm xúc nó như dâng ngập ở trong tâm hồn vậy. Đó là về mặt thời gian. Về mặt không gian thì tác giả khắc họa là gì nhỉ? Vẻ non xa, tấm trăng gần ở chung, rồi bốn bề bát ngát xa trông, cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia. Đó là một không gian bao la, bát ngát, rộng lớn, rợn ngợp. Và ở đó thì Thúy Kiều lẻ loi cô đơn một mình mà thôi. Đặc biệt trong câu thơ là bốn bề bát ngát xa trông.
Ở đó chúng ta thấy lặp đi lặp lại cái sự rộng lớn và rộn ngợp. Bốn bề đã là khắc họa một cái chiều rộng của không gian rồi nhá. Lại bát ngát lại là rộng hơn nữa, rồi lại còn xa trông. Đã rộng rồi lại còn xa, đúng không nào? Và Kiều chỉ có một mình đối diện với cái không gian đấy thôi. Nàng bị khóa xuân, khóa lại tuổi xuân, cô đơn một mình, lẻ loi một mình ở giữa lầu ngưng bích như vậy. Thế thì trước một cái không gian, đúng không nào? Trước một cái không gian và thời gian như vậy, tâm trạng của Thúy Kiều trong 6 câu thơ này như thế nào? Tác giả đã khéo léo khắc họa thông qua từ bẽ bàng kem ạ. Từ bẽ bàng, đầu tiên, từ bẽ bàng là một từ chỉ cái tâm trạng, chỉ cái cảm giác của con người khi nào? Kem có hiểu từ bẽ bàng không? Bẽ bàng ấy, kem cứ hình dung là khi mà có người khác cười chê mình, chúng ta cảm thấy rất là xấu hổ, cảm thấy rất là nhục nhã, thì đó là cảm giác bẽ bàng, đúng không? Khi bị người khác cười chê, ta bẽ bàng, ta cảm thấy bẽ bàng. Thế thì ở đây tại sao Thúy Kiều lại bẽ bàng? Và tác giả lại còn đào cái từ bẽ bàng lên trước nữa cơ, là càng muốn nhấn mạnh tâm trạng này của Thúy Kiều. Một tâm trạng đau đớn, xót xa cho cảnh ngộ xa chân và chốn lầu xanh của nàng. Thế thì ở đây có phải là người đời đang cười chê Thúy Kiều không? Có phải là nàng đang bị tất cả các thế lực ở trong cái xã hội rối ren đó cười chê hay không? Thật ra thì không phải. Trong cái xã hội nhuốc nhơ đó thì có ai cười chê Thúy Kiều, mà chỉ là do bản thân nàng tự thẹn với chính mình mà thôi. Nàng thẹn bởi vì là cái tấm lòng trong trắng, bởi cái sự thanh sạch của nàng bây giờ đã bị gạt lừa mà trở nên hoen ố. Bẽ bàng ở đây là cái cảm giác thương thân tủi phận, kem ạ. Vậy thì liên hệ với cái cảm giác bẽ bàng này của Thúy Kiều, chúng ta có thể liên hệ với những câu thơ mà nếu như lên lớp 10 các em học, nếu như chương trình không có gì thay đổi, chúng ta sẽ được học một đoạn trích với tên gọi là Nỗi Thương Mình. Là đoạn trích mà miêu tả lại cái tâm trạng của Thúy Kiều sau khi mà bị Tú Bà lừa gạt và buộc phải tiếp khách ở Lầu Xanh. Cái tâm trạng đó thì tác giả Nguyễn Du đã khắc họa như thế này. Và chị thấy là chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ với tâm trạng bẽ bàng của Thúy Kiều ở trong 6 câu thơ này nhá. Nếu như Thúy Kiều ở đây là bẽ bàng, thương thân tủi phận vì nhìn lại cái tấm lòng trong sạch của mình đã bị lừa gạt để trở nên hoen ố, thì khi mà nàng bị buộc phải tiếp khách ở Lầu Xanh, nàng cũng đã thốt lên rằng là gì ạ? Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Mặt sao dày gió dạn sương, thân sao bướm chán, ong trường bấy thân. Đó, giật mình lại thương mình xót xa. Nó cũng rất là tương đồng với cái cảnh ngộ cảm thấy bẽ bàng của Thúy Kiều ở đây. Là cái nỗi niềm thương thân tủi phận, tự thương cho chính mình ý, tự nhìn lại mà cảm thấy thẹn với chính cái tấm lòng trong sạch của mình, giờ đây bởi vì bị gạt lừa mà trở nên hoen ố. Các bạn hình dung ra không? Nhớ, đó đều là những câu mà tác giả sử dụng ở trong tác phẩm truyện Kiều. Đều là cái sự tinh tế, đều là sự cảm thông thấu hiểu của tác giả Nguyễn Du khi mà khắc họa tâm trạng của Thúy Kiều ở trong những cái cảnh ngộ đầy đau đớn, xót xa, đau khổ. Được không nào? Các bạn hình dung ra không? Nhá, đó, các bạn hình dung ra chưa? Các em có hiểu những câu thơ đấy không? Các bạn có thể tìm những câu thơ đó ở trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 nhá. Hoặc là các em có thể lên mạng và sử dụng phần Google của mình để tra những câu thơ khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, giật mình lại, thương mình xót xa. Ok chưa nào? Đấy là những câu đầu tiên chúng ta có thể liên hệ mở rộng nhá. Nghe như vậy thôi là chúng mình đã thấy bài văn của chúng ta sâu hơn rồi đấy. Bài văn của chúng ta có cái sự mở rộng hơn rồi đấy. Ok chưa? Chưa dừng lại ở đó nhá. Đấy là 6 câu đầu. Chúng ta thấy được tâm trạng của Kiều trong 6 câu đầu là một cái tâm trạng bẽ bàng, tủi hổ, đau đớn và xót xa. Cái sự đau đớn ấy nó còn lặp đi lặp lại, nó là một cái vòng tuần hoàn khép kín, mây sớm, đèn khuya. Đau đớn đến độ mà tác giả sử dụng biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Chia là một từ mà vốn người ta sử dụng để sử dụng với việc là chia những cái đồ vật, những cái vật hữu hình. Thế mà ở đây tác giả lại sử dụng để
chia tấm lòng, chia cái tâm trạng của Thúy Kiều vốn là một điều rất là vô hình và trừu tượng, mà bây giờ nó đau đớn đến độ mà người ta cảm giác như là chia ra làm hai nửa, nửa tình và nửa cảnh vậy. Các bạn hình dung ra không? Đó, thế thì đó là những cái cung bậc tâm trạng đau đớn đầu tiên, xót xa đầu tiên của Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích. Vậy tiếp theo, khi mà Kiều đang ở cái sự cô đơn lẻ loi giữa cái không gian rợn ngợp như vậy, thì điều gì sẽ đến nhỉ? Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng tưởng tượng nhé. Bản thân chúng ta khi đang ở trong cái lúc mà tranh vanh nhất, khi đang ở trong cái lúc mà đau khổ nhất, thì chúng ta sẽ muốn tìm kiếm một điểm tựa cho tâm hồn mình, đúng không nào? Tìm kiếm một điểm tựa cho tâm hồn để mà nhớ về. Đó có thể là những kỷ niệm tươi đẹp, đó có thể là những người mà ta luôn yêu thương, đó có thể là những người mà đem lại cho ta cái cảm giác ấm áp. Thì Kiều ở đây cũng như vậy thôi. Đúng theo quy luật của tâm lý nhá, tác giả Nguyễn Du khắc họa rất là tinh tế ở phần này. Đúng theo quy luật của tâm lý, khi con người ta đang ở cái tâm trạng chơi vơi nhất, đau khổ nhất, cô đơn nhất, thì xu hướng là sẽ muốn tìm kiếm một điểm tựa cho tâm hồn, muốn tìm kiếm một cái điểm tựa để mà nhớ về, để mà thoát ly khỏi cái thực tại đang vô cùng cô đơn và đau đớn này. Kiều cũng như vậy. Kiều ở trong tình cảnh này, sau những bẽ bàng, sau những tủi hổ, sau những đớn đau, thì nàng nhớ về người yêu, nhớ về gia đình của mình để được sống lại trong quá khứ. Và cái nỗi nhớ ấy được tác giả Nguyễn Du miêu tả như thế này: tưởng người dưới nguyệt chén đồng, tin sương luống những giày trông mai chờ, bên trời góc bể bơ vơ, tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Đó là nỗi nhớ của Thúy Kiều hướng về Kim Trọng. Khi chúng ta học, có thể thầy cô sẽ đặt ra một câu hỏi cho chúng mình như thế này: là tại sao Thúy Kiều lại nhớ về Kim Trọng trước khi nhớ về cha mẹ? À, vậy thì chúng ta có thể lý giải dựa trên cái sự hiểu biết của bản thân mình, dựa trên cái sự suy đoán của các em, đúng không? Có thể là gì nhở? À, là do đối với cha mẹ thì Thúy Kiều đã phần nào báo đáp được chữ hiếu khi mà có hành động bán mình chuộc cha và em. Còn đối với Kim Trọng thì Kiều vẫn luôn đau đáu cái sự phụ tình bạc nghĩa của mình. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng mình là người đã phụ tình chàng Kim. Thế nên đối với những người mà ta cảm thấy có lỗi thì ta sẽ luôn luôn đau đáu và nhớ về, đúng không? Thế thì ở đây đúng theo cái quy luật tâm lý như vậy thôi, Kiều nhớ về Kim Trọng trước. Thế thì với cái nỗi nhớ của Kiều hướng về Kim Trọng, ta cũng có thể liên hệ mở rộng các em nhé, được không nào? Nội dung thứ hai các bạn có thể liên hệ mở rộng, đó chính là liên hệ mở rộng với những câu, với những hình ảnh mà tác giả Nguyễn Du đã khắc họa mối tình Kim Kiều. Đây là một mối tình mà nếu như theo nhận định của nhà thơ Xuân Diệu, là một mối tình mà tác giả Nguyễn Du đã dùng hết bút lực của mình, đã dùng hết những cái tinh hoa để trồng một cái cây tình ái Kim Trọng Thúy Kiều, sao cho thật là bền vững, đặng cho nó có đủ sức mạnh để vượt qua sóng gió 15 năm. Đó, thế thì hẳn rằng đây là một mối tình rất trong sáng, đẹp đẽ, đặc biệt. Nó còn mang trong đó cái khát vọng tự do của con người trong xã hội cũ nữa cơ. Vậy ta có thể liên hệ mở rộng với hình ảnh là tưởng người dưới nguyệt chén đồng, tin sương luống những giày trông mai chờ. Đặc biệt là hình ảnh tưởng người dưới nguyệt chén đồng, tưởng nhớ đấy, nhớ về và tưởng tượng. Đó, thì là trong Kiều ấy, trong cái tâm trí của Kiều luôn luôn khắc ghi cái khoảnh khắc hai người tự do thề nguyền đính ước trong cái đêm hẹn thề đó. Đó là cái hình ảnh mà tác giả Nguyễn Du đã khắc họa như thế này. Là gì nhở? À, vầng trăng vằng vặc giữa trời, đinh ninh hai miệng một lời song song, tóc tơ căn vặn tấc lòng, trăm năm tạc một chữ đồng đến xương. Đó, đó là những vần thơ mà tác giả Nguyễn Du đã khắc họa cái khoảnh khắc mà Kim Kiều đã tự do thề nguyền đính ước. Và kể từ đó thì ánh trăng hẹn thề luôn luôn đi theo nàng Kiều suốt quãng đời 15 năm lưu lạc, chẳng khi nào Kiều quên đi cái khoảnh khắc đó cả. Và bây giờ khi mà ở lầu Ngưng Bích thì Kiều cũng hướng cái nỗi nhớ của mình về cái kỷ niệm rất đẹp đẽ, một cái kỷ niệm sẽ còn sống mãi trong tấm lòng của nàng về đêm thề nguyền đính ước với chàng Kim. Đó, được không?
Ok chưa? Hay là chúng ta liên hệ với cái cảm giác có lỗi của Thúy Kiều khi mà bên trời góc bể bơ vơ, tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Kiều vẫn luôn luôn hướng về Kim Trọng, vẫn luôn luôn muốn giữ trọn cái tấm lòng của mình để hướng về chàng Kim. Thế nên khi mà biết rằng mình là kẻ bội tình ý, Kiều luôn luôn đau đớn. Nàng đau đớn lắm, nàng cảm giác là mình là người có lỗi với cả chàng Kim. Thế nên khi mà Kiều trao duyên cho Thúy Vân, chúng ta có thể liên hệ với những câu thơ mà khi Kiều trao duyên cho Thúy Vân nhá. Kiều cũng đau đớn như thế này này: ôi Kim Lang, hỡi Kim Lang, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. Đó, các bạn có thể liên hệ với cái điều đấy nhá. Chúng ta ở đây, cái nội dung thứ hai có thể liên hệ, đó chính là nỗi nhớ chàng Kim. Chúng ta có thể liên hệ với những câu mà miêu tả và khắc họa lại mối tình Kim Kiều. Mối tình trong sáng, mối tình đặc biệt, mối tình đẹp đẽ nhất trong văn học thời kỳ phong kiến. Các bạn có thể khai thác những câu thơ để chúng ta liên hệ ở đây. Đó, càng chỉ rõ ra được cái mối tình mặn nồng của Thúy Kiều dành cho Kim Trọng như thế nào, chúng ta sẽ càng hiểu rõ hơn tại sao Kiều lại nhớ về Kim Trọng nhiều đến như thế, tại sao Kiều lại đau đáu cái nỗi niềm của mình hướng về người yêu như vậy. Các bạn hình dung ra không? Các bạn ơi, các em hình dung ra chưa nào? Đó, ok chưa? Rồi, thế nên rằng là nếu như mà các em cảm thấy là khi chúng ta học kiến thức nền ý, đến phần nào có thể liên hệ mở rộng mà được chỉ ra luôn giống như vậy thì các bạn dễ học hơn, hoặc là các bạn có thêm được những cái kiến thức rất là hay và thú vị cho mình, thì các bạn có thể tham khảo ở trong khóa học VIP 2 cùng với chị nhé. Đó là một khóa học mà chúng ta sẽ học cùng với nhau về kiến thức nền, và đến đoạn nào có thể liên hệ mở rộng được, chị cũng sẽ chỉ ra cho chúng mình. Đó, ok chưa? Hoặc là các em hoàn toàn có thể tham khảo cuốn Giọt Mật Văn Chương, là một cuốn sổ tay rất là nhỏ xinh thôi, mà hôm nay lại còn được miễn phí ship nữa cơ. Cuốn sổ tay đó sẽ cung cấp đến cho các bạn những dẫn chứng liên hệ mở rộng về các tác phẩm văn học hiện đại trong chương trình ngữ văn lớp 9 các em nhé. Ở đó thì mỗi đoạn thơ nào có thể liên hệ mở rộng được thì cũng đã trình bày cho chúng ta. Hình thức của cuốn sổ tay cũng rất là bắt mắt, rất là đáng yêu. Thế nên các bạn có thể nhắn tin về cho chị ngay để tham khảo nội dung của cuốn sổ tay này, hoặc là tham khảo nội dung, tham khảo cách đăng ký của khóa học VIP 2 nhé. Đối với khóa học VIP 2 thì bây giờ chúng mình đăng ký, chúng mình sẽ được tặng cuốn sổ tay Giọt Mật Văn Chương đấy, được không? Đó, ok chưa nào? Đối với tất cả các bạn đăng ký khóa học VIP 2 thì chúng ta đều được tặng cuốn sổ tay Giọt Mật Văn Chương, nhớ nhá. Nên là chúng ta có thể nhắn tin về cho chị luôn để được áp dụng ưu đãi này. Đúng rồi đấy, chính xác, Linh Phương ạ. Linh Phương có thể nhắn tin về cho chị để được hướng dẫn cách đăng ký và để được nhận cuốn sổ tay Giọt Mật Văn Chương tặng kèm đối với các bạn đăng ký khóa học VIP 2 nhé. Rồi, thì quay trở lại với cả đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích, chúng ta thấy được rằng đã có hai nội dung chúng mình có thể liên hệ mở rộng được rồi này. Thế thì đến với cả 8 câu thơ cuối cùng, được coi là điệp khúc của nỗi buồn, 8 câu thơ với nghệ thuật tả cảnh ngộ tình vô cùng đặc sắc, thì ta có thể liên hệ với những câu thơ nào đây? Trước tiên là trong 8 câu thơ này, tác giả Nguyễn Du đã sử dụng điệp từ buồn trông để mà mở ra ở đó là 4 khung cảnh khác nhau, và tương ứng với đó là 4 cái cung bậc tâm trạng, nhưng đều là sự đau xót, đều là sự hoang mang của Thúy Kiều. Đó là việc mà tác giả đã viết rằng là gì ạ? À, buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu, buồn trông nội cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh, buồn trông gió cuốn mặt duềnh, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Đó, với 8 câu thơ này chúng ta thấy được rằng tâm trạng của Kiều ấy, cảm xúc của Kiều là cảm xúc buồn, buồn và trông ra cảnh vật, thế nên cảnh vật cũng nhuốm màu buồn của tâm trạng. Về điều đó chúng ta không thể quên được những câu mà tác giả Nguyễn Du đã viết rằng là gì nhỉ? À, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Một cái câu mà khái quát lên về nghệ thuật tả cảnh ngụ tình của tác giả đấy. Khi mà dùng tâm trạng, từ cái góc nhìn tâm trạng của nhân vật để mà trông ra cảnh vật, để mà khắc họa cảnh vật, ta sẽ thấy được rằng 4 khung cảnh ở trong 8 câu này kết hợp cùng với nhau tạo ra một cái bức tranh
rất là sinh động đấy chứ, đúng không? Mọi cái bức tranh mà rất là chi tiết về mặt hình ảnh này, rất là phong phú về mặt màu sắc. Thế nhưng bức tranh đó lại nhuốm một màu buồn của tâm trạng. Những hình ảnh hiện lên ngày một đậm nét hơn, ngày một rõ nét hơn. Từ hình ảnh là cánh buồm xa xa nơi cửa bể, rồi đến hình ảnh cánh hoa trôi man mác nơi ngọn nước mới xa, rồi đến hình ảnh nội cỏ dầu dầu giữa chân mây với mặt đất, rồi cuối cùng là hình ảnh mà tiếng sóng ầm ầm kêu quanh ghế ngồi. Tất cả các hình ảnh đều ngày một rõ nét. Còn về mặt màu sắc thì sao? Màu sắc ở đó chúng ta sẽ thấy nhá, cửa bể chiều hôm rồi đến là nội cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Xanh xanh ở đây không phải là cái sắc xanh mà cỏ non xanh tận chân trời nữa rồi, mà sắc xanh ở đây là sắc xanh héo úa, tàn lụi. Một sắc xanh mà khiến cho con người ta cảm thấy càng cô đơn hơn nữa, càng cảm thấy buồn hơn nữa. Đó, được chưa? Ok chưa? Thế thì liên hệ với những câu thơ ở trong 8 câu cuối này, liên hệ với những cái khung cảnh đó, chúng ta hoàn toàn có thể chỉ ra bút pháp tả cảnh ngộ tình của tác giả. Được không? Nhớ, liên hệ với câu mà tác giả Nguyễn Du đã từng viết: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hoặc là ở đây chúng ta sẽ thấy này, trong 8 câu này, để mà khắc họa được rõ từng cái cung bậc cảm xúc của Thúy Kiều như vậy, khắc họa một cách thật là rõ cái tâm trạng hoang mang, đau đớn, xót xa, tủi hổ, sợ hãi của Thúy Kiều, thì chắc hẳn rằng tác giả Nguyễn Du phải là một người rất thấu hiểu tâm trạng đó của nàng, đúng không? Thấu hiểu để rồi trân trọng, để rồi khắc họa lên trang văn, trang thơ, để rồi tạo được cái mối đồng cảm với bạn đọc. Đó chính là giá trị nhân đạo vô cùng sâu sắc trong tác phẩm truyện Kiều đấy, đúng không? Thế thì chỉ ra được giá trị nhân đạo xong rồi, các bạn có thể liên hệ với nhận định của Mộng Liên Đường chủ nhân về giá trị nhân đạo ở trong truyện Kiều, rằng chắc hẳn tác giả Nguyễn Du là một người như thế nào ạ? Nào, là một người như thế nào nhỉ các em nhỉ? Các em còn nhớ nhận định của tác giả Mộng Liên Đường không? Mộng Liên Đường chủ nhân đã nhận định về tấm lòng nhân đạo của tác giả Nguyễn Du ở trong tác phẩm truyện Kiều. Nếu không phải có con mắt trông thấu cả 6 cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời, thì tài nào có cái bút lực ấy? Đó, được không? Nhá, ở đây các bạn có thể liên hệ với hai câu thơ này, hoặc là liên hệ với nhận định của Mộng Liên Đường chủ nhân về giá trị nhân đạo của tác phẩm truyện Kiều, để thấy được rằng là gì? À, chắc hẳn tác giả Nguyễn Du nếu như không có con mắt trông thấu cả 6 cõi, trái tim tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời, thì tài nào có cái bút lực ấy, tài nào có thể khắc họa được một cách vô cùng sinh động mà lại vô cùng thấm thía tâm trạng của Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích đây, đúng không? Đó, chúng ta có thể sử dụng như vậy để giúp cho bài văn của mình trở nên phong phú hơn. Các bạn hình dung ra chưa? Rồi, đó, và đó là toàn bộ những nội dung chúng ta có thể liên hệ mở rộng mà chị gợi ý cho các bạn ở trong buổi phát trực tiếp này. Rất mong là những nội dung này sẽ có ích với các bạn. Các em có hiểu không nhở? Các bạn đã nắm được chưa nào? Các bạn đang xem phần phát trực tiếp này, các em nghe đến phần đó các bạn đã hiểu được hết chưa nhở? Còn phần nào các bạn băn khoăn không? Tất nhiên rồi, trong buổi trưa hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung về phần liên hệ mở rộng ở trong đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích nhá. Các bạn cố gắng ghi chép lại những cái nội dung này để chúng ta linh hoạt sử dụng về sau. Ok chưa? Rồi. À, hiểu rồi, Minh Nguyễn hiểu rồi này, Thanh Thanh hiểu rồi, ok. Đó, rất là tốt. Rồi, thế thì như thế này các bạn nhá. Thông qua buổi hôm nay chúng ta cũng đã hình dung ra được, đã hiểu được rằng là khi mà chúng mình đưa được dẫn chứng mở rộng vào trong bài viết, giúp cho bài viết của chúng ta sẽ hay hơn rất là nhiều. Bản thân các bạn khi lắng nghe những phần liên hệ mở rộng, chúng ta sẽ không tránh khỏi, đúng không nào? Lúc nào chúng ta cũng sẽ có cho mình một cái cảm giác là rất là bất ngờ, và cảm giác là người đọc, cái người viết ra những phần liên hệ mở rộng đó thì kiến thức rất phong phú. Thế thì tại sao chúng mình cũng không tự biến bản thân mình là một người có kiến thức phong phú như vậy, bằng cách là không ngừng trau dồi này, không ngừng học hỏi này, được không?
Ok chưa? Có thể tham khảo ở trong những cuốn sách hoặc là chúng ta đọc nhiều hơn về mặt tài liệu thì chúng ta sẽ có thêm cho mình cái nguyên liệu, có thêm cho mình được cái chất liệu để chúng mình viết liên hệ mở rộng đấy. Đúng không? Ừ, để thế thì để mà các bạn dễ dàng hơn trong việc sưu tầm những kiến thức liên hệ mở rộng, các em có thể tham khảo cuốn sổ tay giọt mật văn chương như chị đã giới thiệu ở phần trước, được không nào? Hoặc là các bạn hoàn toàn có thể đăng ký tham gia khóa học VIP 2 để chúng mình vừa học kỹ về mặt kiến thức nền, lại vừa có thêm cho mình những gợi ý khi liên hệ mở rộng nhá. Ok chưa nào? Rồi. cảm ơn Chu Trinh rất là nhiều. Đó, chị cũng chỉ mong là những kiến thức này sẽ đến được với các bạn và các bạn sẽ có thể linh hoạt sử dụng, có thể làm chủ được những kiến thức này và sử dụng trong quá trình viết bài của mình nhé. Rất mong là từ đây các em sẽ có được những số điểm cao trong môn văn. Khi mà được điểm cao thì đừng quên khoe với chị đấy nhá. Rồi, ok chưa? Đó. À, đấy, không biết là chị đã nhắc với các bạn chưa nhở, là hôm nay chúng mình được miễn phí ship đấy. Nên là nếu như mà chúng ta muốn mua sách để mà tham khảo tất cả các đầu sách, không chỉ là cuốn sổ tay giọt mật văn chương mà còn có bộ sổ tay văn học này, hay là cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu đó, hay là bạn nào đăng ký khóa học mà nhận cái cuốn sổ tay giọt mật văn chương thì chúng mình cũng không mất tiền ship đâu. Ok chưa? Tất cả mọi đầu sách và tất cả các khóa học trong ngày hôm nay chúng ta đều được miễn phí ship. À, mai em thi tháng rồi này. Chị chúc cho Diệp Anh sẽ làm bài thật là tốt nhá và đạt được số điểm như mong muốn. Cố gắng lên, chúng ta vẫn còn thời gian để ôn tập mà. Còn buổi chiều hôm nay, buổi tối hôm nay, nên là ôn tập thật kỹ những kiến thức nào mà mình còn chưa nắm rõ. Nhớ chưa? Khi mà chúng ta ở cái giai đoạn nước rút ý, khi mà đang phải ôn gấp ý, thì thay vì việc chúng ta ôn dàn trải, thì chị khuyên là Diệp Anh hãy tập trung vào những phần kiến thức nào em chưa rõ. Nhớ chưa? Ngồi lại bình tĩnh liệt kê ra những mảng kiến thức cần ôn. Sau đó thì chắt lọc ra những mảng kiến thức nào chúng mình chưa rõ thì chúng ta học kỹ lại để chúng mình nắm rõ. Là như vậy chúng mình tự tin hơn rồi, đúng không? Thay vì việc học tủ nhá, thì nên ngồi lại liệt kê ra các kiến thức cần phải ôn. Phần nào chưa chắc là phải nắm rõ lại, phải học kỹ hơn. Phần nào đã nắm chắc rồi thì ôn để chúng ta nắm được nội dung. Ok chưa nào? À chị ơi, cho em xin lịch phát trực tiếp. Lịch phát trực tiếp của chị thì linh hoạt lắm, không có lịch cố định đâu. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì chị sẽ phát chủ yếu vào khung giờ là 12 giờ trưa. Nên là chị rất mong cái khung giờ đó các bạn có thể bớt chút thời gian chúng ta học văn cùng với nhau nhá. Đó là cái khung giờ mà các bạn nghỉ ngơi giữa hai ca học, nhưng mà cũng không mất nhiều thời gian của chúng mình đâu. Nên chị cũng rất mong là các bạn đón xem ở phần phát trực tiếp vào mỗi buổi trưa cùng với chị nhá. Rồi. À, em lên lớp 10 rồi sao chị? Em lên lớp 10 rồi thì em có thể học về phần kiến thức ngữ văn lớp 10 thật là kỹ ở trên lớp cùng với thầy cô. Ngoài ra chúng mình có thể tham khảo khóa học VIP dành cho các bạn lớp 10. Chị hiện tại cũng đang có một khóa học VIP dành cho các bạn học sinh lớp 10, là một khóa học học xuyên suốt từ đầu năm cho đến cuối năm. Và chỉ có duy nhất một khóa học đó thôi. Đó. Ok chưa? Rồi, em sẽ thi thật tốt, cố gắng lên nhá. Chị tin là điểm tốt sẽ đến với cả Diệp Anh thôi. Tất cả các bạn cũng vậy. Chúng ta khi mà sắp phải đối diện với các kỳ thi, nhớ nhá, là thay vì việc chúng ta hoang mang và lúng túng, hãy bình tĩnh ngồi lại, liệt kê ra các kiến thức cần phải ôn. Tập trung vào những kiến thức nào mình chưa rõ để chúng ta nắm chắc. Và những kiến thức nào rõ rồi thì chúng ta đọc đi đọc lại để chúng mình hiểu và chúng mình nhớ hơn. Đấy, nhớ chưa nào? Rồi, ok. Như vậy là trong buổi trưa ngày hôm nay, chị đã cùng với các bạn chúng ta có cho mình những kiến thức để liên hệ mở rộng trong đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích. Qua đây chúng mình thấy được đoạn trích này là một đoạn trích không hề khó để phân tích, đúng không nào? Chúng ta hãy cứ cố gắng nhập tâm vào cái tâm trạng của nhân vật khi mà ở trong tình cảnh là tha hương nhá. Khi vừa trải qua cái cơn gia biến kinh hoàng, khi mà vừa phải đau đớn bán mình để chuộc cha và em, khi mà phải đau đớn trao duyên lại cho người em của mình để mà dấn thân vào cái kiếp đoạn trường như thế này, thì Kiều sẽ cảm giác như nào? Làm sao mà có thể vui vẻ, làm sao để có thể bình yên và hạnh phúc được, đúng không? Cái cảm giác tất yếu của Kiều sẽ là rất đau đớn, sẽ là cái cảm giác cô đơn, hoang mang, vô định, không biết sẽ đi đâu về đâu. Và đó chính là vị trí của đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích đấy. Xuất phát từ vị trí đoạn trích, chúng ta hiểu được cái tâm trạng nền của nhân vật như thế nào. Và từ đó chúng ta sẽ khai thác từng hình ảnh, từng câu thơ, từng biện pháp mà tác giả sử dụng để khắc họa tâm trạng của nàng.
Được không? Bạn đừng quên những kiến thức liên hệ mở rộng mà chị gợi ý trong buổi ngày hôm nay nhé. Chị sẽ còn trở lại với chúng mình trong những phần phát trực tiếp sau để đem đến những kiến thức về môn văn. Nếu như bạn nào có băn khoăn hay thắc mắc gì, có thể nhắn tin về cho chị. Nhớ chưa nào? Rồi, và các bạn cũng đừng quên là buổi ngày hôm nay chúng ta được miễn phí ship tất cả các đơn đặt sách, hay là tất cả các bạn mà đăng ký khóa học trong buổi hôm nay cũng đều được miễn phí ship khi chúng ta được nhận cuốn sổ tay giọt bật văn chương. Nhớ chưa nào? Đó, ưu đãi của các bạn tham gia khóa học VIP 2 là được nhận cuốn sổ tay giọt bật văn chương, là một cuốn sổ tay mà cung cấp kiến thức liên hệ mở rộng rất là sinh động, được trình bày rất là đẹp và được thiết kế riêng dành cho các bạn 2K7 năm nay luôn. Nhớ các bạn nhớ, ok chưa? Đó, rồi, tất cả các đầu sách để phục vụ cho quá trình học văn của các bạn này, hay là các khóa học dành cho các bạn ôn thi vào 10, các em có thể nhắn tin về cho chị để nhận thông tin chi tiết hơn nhé. Còn bây giờ, các bạn dành thời gian nghỉ ngơi và hẹn gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp sau. Bye bye!